ังอยู่แล้วมันยังnhư đi chung với bạn nữ đeo mắt kiến hả? Không cần là dạ không, cái đó để nó thấm tự nhiên đó chị. Chú đợi chị thấy hả? Đợi chị là ôm hôn cá rồi về hả? Mang lại nha. Cảm ơn chị. Chắc qua tết trận nữa. Cảm ơn lại. Rồi mấy cục mụn của em này. Đó. Nhìn nó bự ơi bự. Nhìn đã vậy sao. Cái nào em xử lý sớm nó bị viêm nên để lại sẹo luôn bác. Sẹo rỗ. Sẹo rỗ là không. Khóc cứ vãng à. Cái này nó có mụn em đo đi lên xử lý sớm á, kịp thời, đúng lúc. Đồng thời mày muốn sẹo là khổ tại cái da em đâu phải cơ địa bị mụn đâu. Này do em trang điểm cái nó bị tắc lỗ chân lông á. Cái không là nó sẽ rỗ là khổ. Đó, được bên rồi đó. Nào qua đây. Em hay đi lấy mụn không Như? Lần đầu. Lần đầu à? Em thấy thoải mái không? Thoải mái đúng không?
Để lại cái kim nặng mụn, đừng bỏ kim nặng mụn em nha. Bỏ kim nặng mụn của chị nha. Của em có một màu đen quá trời, em chịu khó xíu nha. Dạ, em cho chị Phụng nha. Cảm ơn chị Phụng. Để mình làm nước cốt nha mọi người. Nước cốt này mình hỗn hợp rồi mà dừa nè. Nước cốt dừa nha. Với đường, miếng muối với bột gạo bỏ vô nha mọi người. Nên để trên bếp mình thắng thôi. Mà bếp siêu to cũng là phục. Mọi người đừng có để muối nhiều quá ha, muối nhiều nó sẽ mặn nha. Lấy lá quậy luôn ha.
chất miền Tây. Xong là được ăn rồi. Này con thấy đói đói rồi đó. Làm bánh này tuy đơn giản nhưng mà làm tốn thời gian lắm mọi người. Nãy giờ cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Đâu làm từ 12 giờ trưa tới giờ. Chắc có thể là do lần đầu mình làm, chưa có kinh nghiệm, làm hơi lâu. Muốn ăn phải vô bếp làm mới biết cảnh. Cháy mít đi còn nguyên luôn ta, không bị cháy, để nó cháy chứ. Đang quay cận cảnh rồi, ăn thuê sẽ quay cảnh. Hai cục dây. Như cần tiếp không mấy chị. Đó đó.